thank you đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của BYN TV 57.3. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị nhiều tin tức nóng về tình hình Việt Nam từ kinh tế, chính trị, xã hội. Kính mời quý vị theo dõi ngay sau khi quốc nam từ trong nước có bài chi tiết về việc Bộ Giao thông Vận tải có kế hoạch thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh xe khách với nhiều bất cập mà dân chúng kêu thang bấy lâu này. Sau đây là phần chi tiết. Tin quốc nội ngày 13 tháng 1 năm 2012, Bộ Giao thông Vận tải vừa có kế hoạch thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe khách liên tỉnh trên cả nước nhằm chấn chỉnh những bất cập của loại hình này. Việc triển khai thanh tra sẽ được thực hiện sau Tết Nguyên Đán năm 2012. Theo đó, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải xe khách liên tỉnh trên phạm vi cả nước. Các địa phương có thể sẽ bị thí điểm đầu tiên là Hà Nội và Sài Gòn. Đại diện thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác thanh kiểm tra sẽ được triển khai sau Tết Nguyên Đán năm 2012 nhằm chấn chỉnh những vi phạm bất cập trong việc kinh doanh vận tải của loại hình này và những vướng mắc nếu có trong công tác điều hành và quản lý. Trước đó, hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi ở hai địa phương là Hà Nội và Sài Gòn đã bị thanh tra Bộ Giao thông Vận tải sờ gáy và phát hiện những bất cập và sai phạm. Công tác bán vé tàu qua mạng cũng mới bị kiểm tra cho thấy những dấu hiệu trong việc quản lý và điều hành lỏng lẻo, thiếu kiểm tra giám sát của ngành đường sắt là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng còn mồi trục lợi. Còn hành khách thì khó mua vé. Như vậy, xe khách liên tỉnh là loại hình vận tải tiếp theo bị Bộ Giao thông Vận tải được đưa vào danh sách thanh tra kiểm tra toàn diện. Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe khách thời gian qua có rất nhiều bất cập, tình trạng xe dù bến cóc, nhà xe nhồi nhét hành khách và phóng nhanh vượt ẩu gây bức xúc đối với hành khách đi xe. Một thống kê gần đây cũng cho thấy 80% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do xe khách gây ra. Vì vậy, đông đảo người dân đang rất quan tâm và chờ đợi đợt thanh kiểm tra toàn diện đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe khách liên tỉnh sắp tới. xin quốc nam tưởng tượng trình cho việt nam cảm ơn quốc nam quay sang một số tin tức khác asean và trung cộng khai mạc cuộc họp 3 ngày về biển đông tại bắc kinh quan chức cấp cao 10 nước thành viên hiệp hội đông nam á asean và trung cộng khai mạc hội nghị từ ngày hôm nay 13 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 Mục tiêu đề ra là xem xét việc thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. Hội nghị diễn ra vài ngày sau khi Manila lại tố cáo Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải của Philippines. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Lưu Vi Dân vào ngày hôm qua 12 tháng 1 thông báo đây là cuộc họp lần thứ tư giữa các quan chức cao cấp ASEAN và Trung Cộng. Trong báo cáo ngày 8 tháng 1 năm 2012, Bộ Ngoại giao Philippines tố Trung Quốc vi phạm rõ ràng bản tuyên bố ASEAN và Trung Cộng về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002, gọi tắt là DOC, cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển gọi tắt là UNCLOS. Công an đánh chết dân bị tù 4 năm phiên tòa xử nguyên Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh tội làm chết người trong khi thi hành công vụ đã kết thúc với mức án 4 năm tù giam cho bị cáo, bao gồm 10 tháng tạm giam trước đó. Ông Nguyễn Văn Ninh ra tòa vì cáo buộc đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng hồi đầu năm 2011. Con gái ông Tùng là cô Trịnh Kim Tiến cho biết gia đình hoàn toàn không đồng ý với phán quyết này và sẽ kháng án trịnh kim tiến nói rằng nếu như thế thì tội giết người cũng chỉ, chỉ sẽ bằng giống như tội trộm cắp ông ta không hề tỏ ra hối hận hay xin lỗi gia đình của chị một câu nào tuy nhiên theo cáo trạng những người dân phòng có mặt khi vụ việc xảy ra không tham gia đánh đập ông trịnh xuân tùng mà chỉ hỗ trợ ông nguyễn văn ninh trong việc bắt giữ bản khám nghiệm tử thi của viện pháp y quân đội kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là tình trạng suy hô hấp suy tuần hoàn sau chấn thương cuộc sống cổ kèm theo liệt tủy vụ án này gây bức bối cho dư luận trong nước Cộng sản Việt Nam thả giáo sư Phạm Minh Hoàng ra tù. Hãng tin AFP loan báo ông Phạm Minh Hoàng, 56 tuổi, một blogger mang hài quốc tịch Việt Pháp, bị kết án 17 tháng tù vì tội mưu toàn lật đổ chính phủ, đã mãn hạn tù giam. Ông đã được trả tự do ngày hôm nay 13 tháng 1 tại Sài Gòn. Ông Phạm Minh Hoàng, sau gần 30 năm ở Pháp đã về Việt Nam từ năm 2000, giảng dạy môn toán ở trường Đại học Bách khoa Sài Gòn. Nhà đấu tranh cho dân quyền này đã bị kết án 3 năm tù kèm theo 3 năm quản chế. Sau đó tòa phúc thẩm đã giảm xuống còn 17 tháng tù nhưng vẫn giữ nguyên hình phạt quản chế. Hãng tin Pháp nhắc lại rằng theo Amnesty International, hàng chục nhà bất đồng chính kiến ôn hòa Việt Nam đã bị lãnh những bản án nặng nề từ khi có chiến dịch trấn áp tự do ngôn luận từ năm 2009. Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay gần 1 tỷ đô la để phát triển hạ tầng. Hôm nay, ngày 13 tháng 1, Ngân hàng Thế giới đã ký kết với Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam các khoản tín dụng có tổng trị giá 973 triệu đô la nhằm xây dựng một xa lộ ở miền trung Việt Nam, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại ba thành phố và hỗ trợ cải cách hành chánh. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi trị giá 613.5 triệu đô la sẽ nối kết từ quốc lộ 1A tới khu vực phía Nam Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi. Dự án phát triển thành phố Hạng Trung với tổng số vốn là 210 triệu đô la, dự kiến cung cấp cơ sở hạ tầng tốt hơn cho 520.000 dân ở các thành phố Lào Cai gần biên giới Trung Quốc, Phủ Lý ở gần Hà Nội và Vinh thuộc Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó là khoản tín dụng giảm nghèo 150 triệu đô la nhằm tạo điều kiện cho việc hòa nhập xã hội, tăng trưởng bền vững và cải thiện quản trị với mục đích hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam thành quốc gia có thu nhập trung bình. Đây là khoản tín dụng cuối cùng trong chuỗi 10 món tín dụng dành cho Việt Nam để giúp xóa đói giảm nghèo và cải cách hành tránh nông dân méo mặt vì lúa rớt giá tin từ đồng bằng sông cửu long gần một tháng qua giá lúa hàng hóa tại đồng bằng sông cửu long sụt giảm thê thảm khiến nông dân méo mặt nhất là khi tết đã cận kề hiện tại nông dân ở hai tỉnh an giang và kiên giang đã thu hoạch lúa thu đông muộn những tỉnh như vĩnh long trà vinh sóc trăng đang thu hoạch lúa đông xuân sớm giá lúa lao dốc không phành giảm xuống 2.000 đồng một ký nhiều nông dân cho biết họ không hiểu vì sao mọi năm lúa đông xuân sớm rất có giá nhưng hiện nay xuống rất thấp. Trong khi đó, nhiều nông dân tại tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang ôm hàng tấn lúa hơn một tháng qua để chờ giá lên, nay đã đuối sức. Trong vòng hai tuần nữa, nếu không có khả quan, thì nông dân phải bán lúa giá thấp để có tiền trả nợ phân bón và thuốc trừ sâu. Tại những chợ thu mua gạo như Bà Đắc ở Tiền Giang, Sa Đéc ở Đồng Tháp, mỗi nơi trước đây có 10 cơ sở thu mua thì bây giờ chỉ còn một cơ sở nên gạo bán ra rất chậm và chịu nhiều rủi ro. Theo ngành nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, nguyên nhân khiến lúa rớt giá mạnh hơn 2.000 đồng một ký chỉ trong thời gian ngắn là do việc xuất khẩu gạo của cấp thấp ở Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Ấn Độ và Pakistan. Các quốc gia này đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo phẩm chấp thấp với giá thấp hơn gạo cùng chủng loại của Việt Nam từ 50 đến 100 đô la một tấn. Cũng chính vì thế, thương lái không còn săn lùng lúa gạo cấp thấp nên việc buôn bán của nông dân bị chậm lại và một lần nữa bài toán được mùa rớt giá, nông dân lại phải méo mặt. Kính thưa quý vị, mấy ngày qua xe máy lại tiếp tục bốc cháy, tình hình đã lên mức báo động cao, cơ quan chức năng đã phải vào cuộc. Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay 13 tháng 1, ngay trước cây xăng chợ Mai, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ cháy xe máy. Chiếc xe Jupiter bốc hỏa ngay sau khi chủ xe vừa đổ xăng khởi động để đi. Vừa mới vặn ga chạy được một mét, chưa ra khỏi cây xăng thì ngọn lửa bùng lên, bén cháy cả vào bọc áo quần của chủ xe đem theo. Nhờ dập lửa kịp thời nên chiếc xe chỉ bị cháy phần bên ngoài và phần gầm xe. Được biết lúc xảy ra vụ cháy nhiệt độ ngoài trời khá lạnh từ 17 đến 19 độ C và có mưa phùn. Trong khi đó khoảng 17 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, ba công an đã kịp thời ngăn chặn một chiếc xe máy vừa phát hỏa, đang bốc khói nghi ngút tại ngã tư núi Trúc Kim Mã, Hà Nội. Ba công an phát hiện một chiếc xe máy Novo chạy hướng núi Trúc ra Kim Mã, đến ngã tư này thì đột nhiên phát hỏa bốc khói nghi ngút và cứu hỏa kịp thời. Các bộ công an, bộ khoa học công nghệ, bộ giao thông vận tải, bộ công thường đều nhìn nhận có liên quan trách nhiệm đến việc xe máy, xe hơi, cháy nổ dồn dập gần đây. Nhưng khi xảy ra sự cố này thì người dân vẫn không biết kêu ai, dân chúng đang hoang mang. Kính thưa quý vị, một tin liên quan đến ông Táo chầu trời. Còn ít ngày nữa là Tết đến, Tết ông Táo và không khí chuẩn bị cho ông Táo, người dân Hà Nội đã rộn ràng tấp nập. Trong dịp này, trên thị trường xuất hiện chuyện lạ đời. Khi các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại như iPhone, iPad rất hút khách. Phố Hàng Mã, nơi được coi là kinh đô mua sắm hàng âm phủ, sôi động vào bậc nhất tại Hà Nội, đã nhộn nhịp người bán kẻ mua, đồ cúng bái tiễn ông Táo về chầu trời dịp Tết 23 tháng Chạp. Tại đây, các mặt hàng mã rất đa dạng và phong phú, nhưng giá cả tăng nhiều so với năm ngoái khoảng 20-30% tới so với năm ngoái, tùy từng loại. Trong đó, mặt hàng truyền thống như quần áo, mũ giày của ông Công, ông Táo có giá từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng một bộ, vàng mã giá 10.000 đồng và trọn bộ mã đắt tiền là từ 200.000 cho tới 250.000 đồng. Mã iPhone, iPad được làm giống y như thật với hai màu sắc chủ đạo là đen và trắng mặt hàng này có giá bán dao động trong khoảng từ 100 000 đến 150 000 đồng một cái. Với việc mua sắm khá lạ này thì chị Minh Lý giải thích rằng ông Táo về chầu trời sẽ phải viết sớ, viết bản tấu rất dài để báo cáo Ngọc Hoàng về mọi vấn đề của Trần Thế trong suốt một năm. Tuy nhiên hiện nay công nghệ thông tin khá phổ biến nên chị nghĩ sắm cho ông Táo một cái iPad thì chuyện viết sớ soạn tấu của ngài sẽ đơn giản hơn. Khi bẩm báo với Ngọc Hoàng cần gì là tìm được ngay. Nói ra có vẻ hơi lạ lùng, nhưng chị nghĩ rằng chuẩn bị chu đáo thì các ông táo sẽ ban phúc cho gia đình của chị rất nhiều. Ngoài các loại mã trên, mã máy bay, ô tô, Mercedes, xe HH, có giá bán từ 100.000 đến 200.000 đồng một chiếc cũng là lựa chọn song song với cá chép, cá vàng giúp các ông táo có phương tiện hiện đại để trầu trời nhanh chóng. Tuy nhiên, do không phải dịp bán phổ biến các loại mã này nên khách hàng cũng phải đặt trước mới có hàng. vừa rồi là phần tin việt nam quý vị đừng rời màn hình chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây